Em nhá, hôm nay thì đang tận cảnh chuẩn bị thay em trai cái lọc gió điều hòa. Con lọc gió điều hòa này thì nó sẽ dùng chung tất cả các dòng xe từ K250, K200, K149, K250L anh em nhá, tất cả đều dùng cái lọc gió điều hòa này. Đây là lọc gió điều hòa anh em nhá. Những cái dòng xe này thì nó sẽ là capo lên. Và các bạn tháo cho mình ba con vít này ra, các bạn nhớ cầm T10 nhá. Đây nó có ba con vít thôi, nói chung là lắp đặt rất là đơn giản anh em ạ. Cái này thì các bạn có thể làm ở nhà, không cần nhất thiết là phải ra gara cũng như là không cần nhất thiết là phải ra hàng đâu. Thì nó quá là đơn giản luôn anh em. Đấy, các bạn cứ mạnh dạn thôi, tháo ốc thì nó cũng đơn giản thôi anh em. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn tháo giúp mình ba con ốc này, một con này, hai con này. Đấy là một con ở đây nữa. Nó có ba con. Đấy, các bạn tháo ba con ra cho mình. Tháo xong thì các bạn nhấc vào ra nhá. Đây là các bạn nhấc cái lọc gió ra thôi các bạn đây. Đấy, các bạn cầm tay bạn nhấc ra là xong luôn. Đấy, ok cho anh em. Đấy, cái này lọc gió này. Đấy, các bạn đây là mới đấy các bạn nhé. Đấy, đấy, sau đó thì mình đặt vào thôi. Đây, các bạn đặt vào cho mình. Đặt thì các bạn đặt đúng chiều cho mình. Đấy, các bạn lưu ý giúp một chiều cho mình nhé. Các bạn cho cái dưới trước này, cho cái thân dưới trước nhá. Sau đó các bạn gáo thân trên này. Đấy, các bạn gáo hai con trên trước này. Đấy, con dưới đây đúng không? Mới đầu anh em cho nhầy, anh em bảo mình là em ơi tại sao nó bị lệch. Không phải lệch đâu các bạn, các bạn căng ra một chút. Đặt cầm và hơi căng ra một chút. Đấy, các bạn cho căng ra một chút này. Đấy, căng ra một chút này, nó sẽ vào luôn này. Đấy, các bạn thấy không? Bạn hãy cầm tay hơi kéo xuống một chút nó sẽ vào luôn. Sau khi nó vào nó ngừng này, các bạn chỉ cần cầm T10 đóng vào như này. Đấy, vì nhựa là nó làm nó phải chặt như này. Đấy anh em nhé. Đấy, thế là xong. Các bạn nhớ cầm tay co lại xuống một chút là sẽ vào. Thế như anh em không biết này, bảo là thế nên tại sao nó căng thế. Các bạn phải co ra một chút vì nhựa là rất là mảnh. Đấy, cho các bạn đợi cho mình như này. Đấy, thế là xong. Các bạn bắt lại ốc cho mình, bắt lại ba ốc. Đấy, đây là cái cách thay lọc gió điều hòa các bạn nhá, nó rất là đơn giản. Nói chung là có ba con ốc T10 anh em xoáy vào thôi. Sau đó thì các bạn thay cái lọc. Vì sống dòng xe này thì nó không có chế độ nóng mà nó chỉ có chế độ lạnh thôi. Thế nên thành ra là lọc này nó dùng rất là nhiều. Anh em nếu mà không muốn thay nhiều thì các bạn nhớ xịt thường xuyên. Còn nếu anh em mà lười không xịt thì các bạn đến định kỳ các bạn thay thì cho nó thoáng. Gió nó vào thì nó lấy gió vào thì nó sẽ mát điều hòa hơn. Đấy, ok anh em nhá. Đấy, các bạn nhớ các bạn phải cầm T. Như con này là có T thì các bạn sẽ được dễ hơn. Cà lê thì cũng được thôi, nhưng mà cà lê thì nó sẽ khó hơn vì nó chế độ dài dài này thì các bạn nhanh hơn. Đấy, thế thấy xong nha, thấy xong thì gọn hàng cả bụng xong em ơi. Đấy, gọn hàng cả bụng xong rồi. Đấy, anh em nào mà thay lọc gió thì qua số nhà 110 của mình nhá. Số nhà 110 đường Đỗ Mười anh em ạ. Số nhà 110 đường Đỗ Mười, khu Tùng Nhật Đức. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Ok anh em nhá.